tiên nói luôn, đây là nghiệp của dân Quảng Ninh. Trinh tiết của người khác, bạn ấy xâm phạm, trên bạn ấy bị quả báo như vậy. Có cái cơ sở để có thể khởi tố vụ án hình sự. Cái tên Chùa Ba Vàng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất những ngày trở lại đây. Những triết lý nhà Phật bị cha đạp bằng những lý lẽ giải đáp các sự việc diễn ra một cách nhẫn tâm và vô cảm. Trinh tiết của người khác, bạn ấy xâm phạm, trên bạn mới bị quả báo như vậy. Chư thiên nói luôn, đây là nghiệp của dân Quảng Ninh. Và các ngài báo luôn, nếu mà đúng theo cái bản nghiệp này sẽ chết bao nhiêu người. Nói rõ là chết 127 người. Chỉ cần tỉnh táo một chút sẽ nhận ra ngay những lý lẽ ấy đầy phi lý. Thế nhưng hàng trăm nghìn người vẫn ngồi im phăng phắc để nghe như nuốt từng lời. Ai mà có gia đình gặp những hoạn nạn đấy, hoặc là những tai ương nọ kia thì nên thầy làm cho chỉ có 5 triệu thôi. Người dân á, quá mê mũi á, gọi là mù quáng. Những phương pháp thỉnh vong, báo oán, xem qua ai nấy đều rùng mình. Những câu chuyện liên quan đến hàng chục kiếp trước được rao giảng đã khiến hàng ngàn người tự rút tiền trong túi để cúng dường cho chùa. Đóng tiền để cho vong, thực sự cái chuyện đó là quá vô lý. Bây giờ cái thời buổi này là thời buổi gì rồi? Chị nghĩ là nếu như mà mình cứ tin vô những cái chuyện đó thì cuộc sống sẽ không bao giờ mà bình an hết. Lợi dụng cái lòng tin của mọi người để thu lợi. Giải nghiệp, giải oán được hay không chưa biết, nhưng hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng chảy ra khỏi túi và rước bao nhiêu nỗi sợ hãi vào thân. Mà trên thực tế đó, cái tạo nỗi sợ hãi vào những người thiếu kiến thức về Phật pháp để buộc những người đó nhằm giải quyết cái khủng hoảng sợ hãi đó phải đóng tiền hàng triệu đồng. Các tín đồ mất hàng trăm tỷ đồng, còn cộng đồng bỗng chốc mất niềm tin vào những con người đội lốt nhà sư nơi cửa chùa. Phạm Thị Yến, sinh năm 1970 tại Quảng Ninh. Dù không giữ bất cứ chức sắc gì trong chùa, nhưng người đàn bà này, ngoài việc xuất hiện công khai trong các tài liệu tuyên truyền chính thống của chùa Ba Vàng, còn sở hữu nhiều kênh mạng xã hội có lượt theo dõi rất lớn. Tức là truyền bá mê tín và tự dựng hình tượng của mình lên như là một bậc thánh, phán như là thánh, đinh đóng cột. Đó là đại nói láo, đó là lừa đảo có tổ chức. Đấy là những cái cách mà dẫn dụ con người ta vào con đường tà kiến và mê lầm. Dùng nhân dân làm phương tiện trục lợi, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến Phật giáo phải lãnh đủ. Đó là triết lý phụng sự nhân sinh của Đức Phật đã bị ngôi chùa này đã lợi dụng, mà họ thường rao giảng rất là phương tiện. Đó là một sự việc rất là đau lòng. Từ đây, nhiều ý kiến cho rằng phải có biện pháp chế tài, có sự giám sát để không cho hiện tượng mê tín trục lợi này tiếp tục được diễn ra trên chùa Ba Vàng và bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam. Xem xét, nếu như mà những sự việc xảy ra đúng như phản ánh thì sẽ có cái hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Có cái cơ sở để có thể khởi tố cái vụ án hình sự theo quy định tại điều 320 của Bộ luật hình sự năm 2015. Với số tiền là chiếm lợi bất hợp pháp trên 200 triệu và đang gây mất an ninh trật tự xã hội, thì cái khung hình phạt tù cái người này có thể đối mặt là từ 3 đến 10 năm tù.